bị bà Phương Hằng tố ém 96 tỷ tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng nói gì? Liên tục bị réo tên cùng với những thách thức trong live stream của doanh nhân Phương Hằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng. Sáng ngày 25, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân khi vướng vào lùm xùm liên quan tới việc kêu gọi từ thiện. Trước đó, nam ca sĩ bị bà Phương Hằng gọi tên trên live stream tối 24 tháng 8. Cụ thể là phía này cho biết đang giữ khoảng 2kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của dòng ca Xin Lỗi Tình Yêu. Với số liệu trên, bà Phương Hằng cho rằng số tiền từ thiện thực sự của nam ca sĩ nhận được trong tài khoản lên tới hơn 96 tỷ đồng. Con số này chênh lệch rất nhiều so với con số tiền là 1,8 tỷ đồng nam ca sĩ công bố trước đó. Cách đây ít phút, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có chính thức lên tiếng về vấn đề này. Anh khẳng định rằng bản thân mình không phải là người ai muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, cho nên anh chọn cách lên tiếng để nói vấn đề cho rõ ràng, đang lan truyền trên khắp mạng xã hội này. Sự phản hồi này của Đàm Vĩnh Hưng cũng là cách để trấn an người hâm mộ đang rất hoang mang, quan tâm và cả lo sợ cho ca sĩ này. Anh cho biết rằng bản thân có nghe những thông tin không có đúng sự thật về mình, lại là chuyện liên quan đến tiền bạc, tiền từ thiện, cho nên anh không vui. Đàm Vĩnh Hưng nói, tôi thấy thực sự là buồn cười về sự bịa đặt, dựng chuyện trắng trợn này. Tôi không có hiểu vì sao họ có thể dựng chuyện một cách không có ngượng miệng, không có sợ bị nghiệp báo như thế. Anh cũng nói thêm, bản thân mình cũng ao ước trong tài khoản của mình có một khoản tiền khổng lồ như thế. Với số tiền đó, tôi có thể làm được rất nhiều chuyện giúp đỡ người nghèo, những người khó khăn. Nhưng đó chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy, mọi thứ lại trở về thực tại, chẳng có bất kỳ một điều gì. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói thêm, số tài khoản làm từ thiện của anh là số tài khoản cá nhân, được sử dụng vào hoạt động từ thiện từ năm 2020 tới nay. Anh sẽ mời cơ quan chức năng cùng với ngân hàng phối hợp để minh bạch nói chuyện mọi thứ. Tôi cũng không cần phải nói nhiều vì mọi chuyện sẽ sáng tỏ từ ván cược này. Tôi hiền ngang ở đây để chờ đợi kết quả và lấy lại danh dự của mình. Tôi sẵn sàng đánh cược dù không ai có đủ tư cách cầu cho tôi làm chuyện đó, anh nói. Cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng khẳng định vị doanh nhân nọ đã chọn đúng người để thu hút sự chú ý nhưng mà lại chọn sai người để đánh. Ai thích chơi thì bước tới, tôi sẵn sàng chơi. Fan yên tâm, đừng quá lo lắng, tôi nói được, làm được, anh khẳng định. Anh nói thêm, tôi đang chờ đợi mọi việc đang được sáng tỏ để có thể lấy lại mọi thứ, danh dự, uy tín. Tôi có tất cả những chứng cứ về công việc, thiện nguyện, về sổ sách, vân vân. Trước đó thì nhiều nghệ sĩ cũng bị bà Phương Hằng réo tên trên mạng xã hội như là Hoài Linh, Hồng Vân, Vy Oanh, vân vân. Trong đó, việc nghệ sĩ Hoài Linh bị tố rằng ngâm tiền từ thiện khiến cho dân mạng phẫn nộ. Trước cái sự bức xúc của dư luận, nam danh hài này đã đăng clip phân trần và nhanh chóng giải ngân số tiền từ thiện cho các địa phương trong năm tháng qua. Cư dân mạng dậy sóng trước lời trần tình của Đàm Vĩnh Hưng về việc ăn chặn tiền từ thiện. Sau khi bị tố ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện, sáng nay 25 tháng 8, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một clip khoảng chừng 8 phút lên trang cá nhân của mình đã lên tiếng về sự việc này. Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đã nghe những thông tin không có đúng sự thực về chính mình, nhưng mà điều này chỉ làm anh thấy buồn cười. Không hiểu sao người ta có thể nói tôi như thế mà không có ngượng miệng, không có sợ gì cả. Tôi cũng thực sự mơ ước có một giấc mơ. Mình ngủ dậy mà trông thấy trong tài khoản của mình có con số to đùng như vậy. Chắc chắn tôi sẽ làm được rất nhiều việc lắm. Ít nhất là tôi có thể chia sẻ cho người nghèo và bà con đồng nghiệp của tôi. Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố rằng anh có đầy đủ chứng cứ về việc làm từ thiện của mình một cách minh bạch. Nếu anh để sai sót trong việc từ thiện, thì anh sẽ chấp nhận chịu sự trừng phạt của pháp luật và công chúng. Cuối clip, nam ca sĩ cũng mong muốn khán giả và đồng nghiệp tin tưởng mình, an tâm, không có tin vào những lời đồn thiếu căn cứ. Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội. Sau 30 phút phát sóng thì đoạn clip thu hút tới 1 triệu view và hơn 80.000 lượt like và chia sẻ. Cư dân mạng đưa ra rất nhiều bình luận trái chiều sau phát ngôn của nam ca sĩ gạo cội bật nhất showbiz Việt. Đa phần ý kiến đều mong muốn nhận được những bằng chứng cụ thể hơn về sự việc này. Facebook Minh Tú có viết, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức lời nói, mong Mr. Đàm
đưa ra những chứng cứ minh bạch để khán giả có thể yên tâm. Facebooker Hoàng Lan thì lại gay gắt. Nếu thông tin sai sự thật thì Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn có thể đâm đơn kiện vì tội bôi nhọ nhân phẩm của người khác. Việc đăng clip chỉ phản ánh rằng anh không có tự tin với những gì đang diễn ra. Trong khi đó, không ít những khán giả bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng, Facebook Mai Hoa cho rằng hãy chờ đợi chứng cứ trước khi đổ xô và tấn công một người nghệ sĩ. Hiện tại chưa có bằng chứng nào để chứng minh rằng anh Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn tiền từ thiện. Hiện tại, scandal này vẫn đang dậy sóng trên mạng xã hội. Động thái gây chú ý của Đàm Vĩnh Hưng giữa ồn ào gây tranh cãi mạng xã hội. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ngôi sao hạng A của showbiz Việt Nam. Anh nổi tiếng từ những năm 2000 và được người hâm mộ gọi là ông Hoàng Nhạc Việt. Anh tham gia hoạt động văn nghệ từ năm 1991, đạt nhiều giải thưởng tái cuộc thi âm nhạc uy tín. Cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc là khi anh đoạt giải nhất trong cuộc bình chọn những giọng ca xuất sắc do câu lạc bộ Ban Nhạc Trẻ chiều thứ 5 của nhà hát Bến Thành tổ chức. Từ tháng 9 năm 2000 cho tới tháng 9 năm 2001, từ đó sự nghiệp của anh bắt đầu phát triển với những live show tiền tỷ được tổ chức hoành tráng. Anh cũng thường chia sẻ về cuộc sống giàu có của mình với những bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu, căn penthouse hàng triệu đô. Bên cạnh ca hát thì Đàm Vĩnh Hưng còn được mời làm giám khảo một số chương trình âm nhạc nhờ vào độ nổi tiếng của anh. Ngoài ra, anh còn có công ty giải trí và kinh doanh rất phát đạt. Bên cạnh đó thì Đàm Vĩnh Hưng còn là một ngôi sao có những phát ngôn gây chú ý tới cộng đồng mạng. Có lần anh còn tự nhận bản thân mình là một vùng đất cấm để thể hiện cái tôi rõ ràng. Hồi tháng 5 năm nay, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai các hoạt động từ thiện anh đã thực hiện. Anh đã đăng tải những tin nhắn, chuyển khoản và các cá nhân ủng hộ từ thiện một cách minh bạch mọi thứ. Kèm theo đó là một dòng chia sẻ: ai nói sai, làm bậy chắc chắn sẽ nhận lĩnh nghiệp do chính người đó tạo ra. Nhất là với việc từ thiện, tôi luôn dặn dò các công ty hay là bạn bè thân thiết rằng những đồng tiền từ thiện ai mà ăn gian hay là gian dối thì sẽ phải trả tới đời con, đời cháu vẫn không hết. Mình chưa từng có một phút nào hổ thẹn với lương tâm của mình, với trời đất của mình. Mình cứ làm đúng trước đã. Anh cũng từng bày tỏ cái thái độ không hài lòng trước luồng ý kiến tiêu cực khi mà đưa ra những đòi hỏi với nghệ sĩ khi mà làm từ thiện. Nam ca sĩ đưa ra quan điểm, làm từ thiện không có nghĩa là điều luật bắt buộc trong bất kỳ nước nào. Nó đến từ tâm và điều kiện đủ để làm, không có ai ép được. Anh cho rằng tôi cần phải lên tiếng để mọi thứ tốt hơn cho công việc từ thiện lâu dài, để các nghệ sĩ không có bị áp lực hay là tránh né cho yên thân. Bởi vì điều đó vô tình làm cho người nghèo sẽ bị thiệt thòi. Thời gian này thì Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục là một cái tên được nhắc tới rất nhiều trên mạng xã hội nhưng mà chưa lên tiếng. Dẫu vậy thì giữa ồn ào về tin đồn, Mr. Đàm đã có động thái bất ngờ vào tối ngày 24 tháng 8 khiến nhiều người chú ý. Trước đó thì nam ca sĩ thường xuyên cập nhật các hoạt động từ thiện hay là đi hát ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Hàng nghìn lượt bình luận thể hiện ngưỡng mộ với sự nghĩa cử cao đẹp mà Mr. Đàm có thể góp phần giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn trong mùa dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vào tối muộn ngày 24 tháng 8, trang fanpage có hơn 3,8 triệu người theo dõi của anh bất ngờ khóa bình luận ở dưới mỗi bài viết. Theo đó, dưới các tốt chỉ còn hiển thị các mục comment trước đó. Trang fanpage của Mr. Đàm đã giới hạn những người có thể bình luận về bài viết. Động thái gây chú ý này của ông Hoàng Nhạc Việt khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc, phản đối. Bên cạnh đó là những ý kiến của cộng đồng, fan đặt niềm tin tưởng vào Đàm Vĩnh Hưng giữa ồn ào đang gây bão trên mạng xã hội.